đây là chương trình phát thanh Măng Non, tiếng nói của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, liên đội trường trung học cơ sở Thạch Hóa. Trúc Quỳnh và Thùy Trang xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Mến, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong chương trình hôm nay, Măng Non mời các bạn nghe một số tin chính như sau: Tùy Bút viết về mẹ nhân ngày mùng 8 tháng 3. Phần cuối chương trình như thường lệ là nhịp cầu âm nhạc, sau đây là nội dung chi tiết. Mỗi độ xuân về, khi mai đào bắt đầu khoe sắc, khi vạn vật của đất trời bừng tỉnh sau giấc ngủ đông, một mùa xuân tràn đầy sức trẻ vừa thoát ra khỏi chiếc áo cũ kỹ của mớ đông ngành giá. Trong tiết trời êm ả đó, đại đa số trong chúng ta không quên có một ngày lễ đặc biệt, một ngày kỷ niệm tôn vinh người phụ nữ, một nửa thế giới lại thêm tỏa sáng, tô điểm cho cuộc sống, cho mùa xuân tươi đẹp. Ngày mùng 8 tháng 3 đã về trong niềm vui hân hoan của tất cả những người phụ nữ trên thế giới nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Là ngày của các bà, các mẹ, các cô, các chị được tôn vinh, được dành tặng những bó hoa tươi thắm nhất, là ngày mà tất cả chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng của mình đến một nửa thế giới. Nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Măng Non xin gửi đến các bà, các mẹ, các cô, các chị một lời chúc sức khỏe, chúc những người phụ nữ của chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn tỏa sáng trong sự nghiệp và cuộc sống. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ khi con người bắt đầu cất tiếng khóc chào đời thì tiếng gọi mẹ lại trở nên gần gũi, thân quen và thiêng liêng đến lạ. Để rồi từ đó, hình ảnh mẹ luôn là đề tài muôn thuở cho nhạc, họa, thi ca. Hình ảnh mẹ luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của bao thế hệ nhà văn, nhà thơ, họa sĩ. Bằng ngôn ngữ riêng của từng loại hình nghệ thuật, hình ảnh người mẹ được khắc họa, người ca với nhiều góc độ khác nhau. Trong âm nhạc, hình ảnh người mẹ luôn được thể hiện qua những giai điệu ngọt ngào, thiết tha, trầm lắng, thấm sâu vào lòng người. Trong thi ca, có biết bao thơ, văn, ca dao, người ca tình mẹ thương con như trời cao biển rộng. Trong ký ức của nhà thơ Lưu Trọng Lư, hình ảnh mẹ đơn sơ như hương lúa, mỏng manh như hoa cà. Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, sâu lắng. Ai trong mỗi chúng ta, trong cuộc đời này lớn lên mà thiếu bàn tay chăm sóc, yêu thương vỗ về của mẹ. Mẹ là lá chắn vĩ đại che chở con trước những sóng tố cuộc đời. Mẹ là kho tàng vô giá, đã dạy con điều hay lẽ phải, là con đường dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều thú vị, là bài đồng sao mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là nguồn gió của con suốt đời. Trong cuộc đời này, có ai mà không được nghe tiếng ru hơi ẩu ơ, ngọt ngào của mẹ, có ai lại không được chìm vào giấc ngủ trong gió mát, tay mẹ quạt giữa trưa hè ôi ạ. Và còn nhiều, nhiều nữa những văn từ hay nói về mẹ, nói sao cho hết tấm lòng người mẹ, tình mẹ thương con. Mẹ là bóng mặt của lũ trẻ làng, là khói lam chiều hoàng hôn nơi thôn xã, là những kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ. Bài học mẹ đã dạy cho con không phải hiện diện trên những con chữ, những câu văn hay những công thức toán học, mà là những câu chuyện đời thường, những đắng cay, vất vả, những thăng trầm của cuộc sống mà mẹ đã trải qua. Hình ảnh của mẹ luôn hiện hữu trong con. Các bạn thân mến, quá trình trưởng thành của mỗi con người không giống nhau, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con thì không khác nhau chút nào. Tình yêu thương ấy thật lớn lao như biển cả, ta cảm thấy tình yêu của cha mẹ hiện hữu ở khắp nơi, khiến chúng ta luôn ấm lòng. Có rất nhiều thứ sẽ nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng tình yêu của cha mẹ lại luôn ấm áp và nồng nàn. Cái giá cho sự trưởng thành của chúng ta chính là mái tóc mỗi ngày một bạc của cha và nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt của mẹ. Không phải ai cũng may mắn được nghe những lời an ủi, động viên của cha mẹ, hay có cha mẹ ở ngay bên mình. Thay lời kết cho chương trình hôm nay, Măng Non xin mời một câu châm ngôn để nói về mẹ. Trong vũ trụ này có lắm kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào uy nghi và rực rỡ bằng trái tim người mẹ. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng cho con đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng về những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng qua. Con chúc mẹ của con luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Con yêu mẹ nhiều. Phần của chương trình Măng Non mời các bạn đến với nhịp cầu âm nhạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mẹ lặng lẽ trong nỗi muộn phiền.
dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Mẹ là những tiếng hát ấm áp dù con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con khôn lớn lên dang dòng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt cho con thơm ngây nụ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển sâu nước mắt cho con thương ngày đủ